Hôm nay sẽ câu mồi khoai đánh trôi, trôi chép mẻ. Thì cái tỷ lệ trộn này tôi chia sẻ rồi. Thì nếu mà đánh 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 trôi thì tỷ lệ là thường là đánh 3-2-3, nghe là 3 phần cám chim, 2 phần khoai và 3 thể sữa kết hạn. Thì hôm nay này, cái khoai hôm nay là khoai này nó hơn 2 năm rồi, nó rất là chua nên là sẽ hạ tỷ lệ xuống khoảng khoảng độ 3 phần cám chim, 1,5 phần khoai nha. Rồi ôi mãi phải chống móm. Ôi rồi ôi. Ôi to vãi, có vần không? Anh lại tháo vần mất rồi. Thôi để nhấc lên được sợ bong thôi. Bền to vãi. Thôi nhấc lên được. Tiểu vẫn mè kìa. Ui dồi. Không nhấc cả được. Ui dồi, lên bờ rồi. To thế. Bè này. Dã man. Chưa bao giờ câu được con vẹn to như này. Con nào em câu được con như thế. Kinh khủng khiếp. Về thế.